Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Đến thăm Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến đội ngũ cán bộ sở, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành trong thời gian qua, tích cực phát huy truyền thống đoàn kết vượt qua các khó khăn do dịch COVID-19, tích cực tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành những chính sách đúng đắn kịp thời cho giáo dục thời gian tới chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung trinh mong muốn ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo ở tất cả các bậc học xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thành phố sẽ dành nguồn lực đầu tư triển khai các đề án liên quan đến giáo dục tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục phát triển